Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 6 tháng 11 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đội ngũ nữ trí thức Thừa Thiên Huế đang ngày càng khẳng định vị trí và tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của địa phương trên nhiều lĩnh vực. Rất nhiều cổ động viên và người hâm mộ bóng đá cổ đô đã đồng hành cùng đội bóng câu lạc bộ bóng đá Huế trong khuôn khổ giải bóng đá hạng nhất quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Dự và chủ trì lễ công bố có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị. Theo quyết định số 1018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ định ông Võ Lê Nhật, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế và ông Vũ Văn Minh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhận mạnh, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ là niềm vinh dự, thể hiện sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng và mong muốn với vai trò mới trên cương vị của mình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Võ Lê Nhật và Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Vũ Văn Minh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, có những đóng góp nổi bật xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng đó. Thay mặt những người được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Võ Lê Nhật cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định đảm nhận vai trò mới vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để nỗ lực hơn nữa trong nhiệm vụ được giao. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng gặp mặt ông Cái Vĩnh Tuấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghỉ hưu theo chế độ. Ghi nhận những đóng góp của ông Cái Vĩnh Tuấn trong quá trình công tác, nhất là những dấu ấn khi đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu mong muốn cá nhân ông Cái Vĩnh Tuấn sẽ tiếp tục nêu gương của một cán bộ đảng viên và có những đóng góp tại địa phương xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh. Chiều nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì tiếp xã giao đoàn công tác của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh do bà Susan Burns, Tổng lãnh sự dẫn đầu. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đánh giá cao bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giới thiệu khái quát về tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Trong đó nhấn mạnh, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Hoa Kỳ nhìn chung đã có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục đào tạo, kinh tế, y tế, thương mại và đầu tư, du lịch, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và trùng tu di sản, hỗ trợ người khuyết tật, giải quyết hậu quả chiến tranh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực bảo tồn di sản, phát triển về y tế, giáo dục đào tạo, phòng tránh thiên tai và đặc biệt giới thiệu các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh Susan Burns đánh giá cao tiềm năng phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế, nhất là ngành du lịch dịch vụ với một hệ thống di sản và cảnh quan xinh đẹp và kỳ thú. Bà Susan Burns nhấn mạnh, thời gian đến, Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy mối quan hệ trên nhiều lĩnh vực với Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực thương mại, văn hóa, y tế, giáo dục. Trên tinh thần đó, lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu hỗ trợ phù hợp và kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư kinh doanh tại Thừa Thiên Huế. Sáng nay, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho đảng viên nhân kỷ niệm 106 năm Cách mạng tháng 10 Nga, ngày 7 tháng 11 năm 1977, 7 tháng 11 năm 2023. Có 20 đảng viên của Đảng bộ Hương Trà vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó 3 đồng chí được trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí được trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà Hà Văn Tuấn khẳng định, việc trao huy hiệu Đảng là sự ghi nhận công lao đóng góp của cả đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí Bí thư Thị ủy cho biết từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy đã trao tặng huy hiệu Đảng cho 70 đồng chí.
Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình cả đồng chí, mà còn là niềm vinh dự đối với Đảng bộ thị xã đã có những đảng viên ưu tú, nhiều năm cống hiến cho sự phát triển chung của Đảng. Chiều nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp năm học 2023-2024. Hai lớp trung cấp lý luận chính trị K18A và K18B có 130 học viên tham gia. Trong quá trình học tập, học viên sẽ được nghiên cứu những nội dung, những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa, về quản lý hành chính nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý, thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế và kiến thức bổ trợ. Với 16 học phần và các tiết học nghiên cứu thực tế, xử lý tình huống trong công tác. Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh và lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cả học viên tham gia khóa học, nỗ lực học tập, nâng cao năng lực vận dụng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, ứng dụng vào thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, trong mọi thời đại, đội ngũ trí thức nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng, trong đó có nữ trí thức có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của quê hương đất nước. Đặc biệt trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, cũng như trong tiến trình xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vai trò của đội ngũ trí thức càng được xác định là nhân tố cốt lõi trọng yếu. Cùng với đội ngũ trí thức, những nữ trí thức Thừa Thiên Huế đang ngày càng khẳng định vị trí và tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của địa phương trên nhiều lĩnh vực. Với hơn 2.057 nữ cán bộ viên chức, chiếm tỷ lệ khoảng 52%, Đại học Huế có một lực lượng đông đảo nữ trí thức đầy tiềm năng và trí tuệ. Trong số 937 giảng viên, thì số lượng giảng viên có học hàm học vị chiếm khá cao, gồm 40 nữ phó giáo sư, 350 nữ tiến sĩ. Trong 5 năm qua, đã có gần 350 đề tài và nhiệm vụ khoa học công nghệ do các nhà khoa học nữ làm chủ nhiệm. Chỉ tính trong giai đoạn 2017-2022, Đại học Huế đã có 69 nữ cán bộ viên chức được vinh danh. Đây là những nữ trí thức có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học cũng như giảng dạy, đặc biệt là nhiều nhà khoa học đã đoạt những giải thưởng danh giá. Giải thưởng Kovalevsky năm 2017 được trao cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Thị Bích Lân, Viện Công nghệ Sinh học. Giải thưởng L'Oréal UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm 2017 được trao cho giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Hoài, Trường Đại học Y Dược Huế. Năm 2022, Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Ái Nhung, Trường Đại học Khoa học Huế được vinh danh ở vị trí cao nhất do có 13 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín quốc tế. Và gần đây nhất là đầu tháng 11 năm 2023, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Ái Nhung đã xuất sắc đạt Giải thưởng Quốc gia L'Oréal UNESCO dành cho phụ nữ trong khoa học năm 2023. Những thành tựu nghiên cứu, đóng góp, hiến kế của họ không chỉ phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội của tỉnh nhà, mà còn mang tầm quốc gia, quốc tế. Thì cái sản phẩm ứng dụng tức là từ nghiên cứu khoa học và giảng dạy ra thì nó sẽ có ý nghĩa và đối với chúng tôi là rất có ý nghĩa. Đầu tiên là chúng tôi ý tưởng đã, rồi sau đó từ ý tưởng đó chúng tôi sẽ ra công bố quốc tế. Thì nếu ra công bố quốc tế được rồi thì chúng tôi sẽ ra một số các cái quy trình gần như là bài bản, nghiệm thu quy trình đó và chúng tôi chuyển cái đó thành sản xuất pilot quy mô nhỏ, rồi đến sản xuất ở quy mô lớn hơn, rồi ra thương mại. Nếu kết hợp nhiều thứ vào thì sản phẩm gần như là đến tay người tiêu dùng sẽ an toàn, có ý nghĩa và gần như là đi lâu dài hơn. Đội ngũ nữ trí thức chúng tôi cũng đã sánh vai cùng các anh nam giới trong việc là chúng tôi có những cái đề tài, những cái dự án không chỉ giải quyết được những vấn đề trong phạm vi đại học mà phải giải quyết những vấn đề của phát triển kinh tế vùng và những vấn đề thuộc tầm cỡ quốc gia. Và những nhiệm vụ này chúng tôi cũng đã khẳng định trong một thời gian qua, những cái kết quả của nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã góp phần chuyển giao được, đưa vào trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các tỉnh lân cận. Với hơn 2.100 nữ cán bộ viên chức, chiếm tỷ lệ 65% nhân lực của Bệnh viện Trung ương Huế, trong đó gần một nửa có trình độ đại học trở lên. Đội ngũ nữ cán bộ của bệnh viện đã tham gia tích cực vào công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân, đặc biệt là trong phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu tại bệnh viện. Bên cạnh đó, các chị còn tích cực tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến, cũng như các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo.
Việc chi hội nữ trí thức Bệnh viện Trung ương Huế được thành lập và đi vào hoạt động đã tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ nữ trí thức bệnh viện phát huy sức sáng tạo và trí tuệ, vượt qua những rào cản về định kiến giới, nhằm cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của xã hội, góp phần nâng cao vị thế của đội ngũ nữ trí thức tỉnh nhà trong phát triển và hội nhập quốc tế. Trong thời gian đến, lực lượng nữ trí thức Bệnh viện Trung Huế sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để góp phần quan trọng trong xây dựng Bệnh viện Trung Huế trở thành trung tâm y học cao cấp, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, xứng tầm với các bệnh viện ở khu vực Đông Nam Á và quốc tế, góp phần xây dựng trung tâm chuyên y tế chuyên sâu ở của tỉnh Thừa Thiên Huế và góp phần quan trọng vào xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2025. Để tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ nữ trí thức phát huy tiềm năng trí tuệ của mình, góp phần cùng với cả tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Trong thời gian tới, Hội Nữ Trí Thức tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung đổi mới hình thức, phương pháp xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy tài năng trí tuệ của từng nhóm phụ nữ theo lĩnh vực hoạt động, gắn trách nhiệm của từng nhóm nữ trí thức với việc thực hiện một số tiêu chí để đưa tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Chúng tôi đổi mới cái phương thức, cái hình thức và xây dựng tổ chức hội nữ trí thức của chúng tôi ngày một vững mạnh. Trong đó thì chúng tôi cũng sẽ phát huy cái trí tuệ của từng nhóm phụ nữ theo từng lĩnh vực hoạt động. Ví dụ như là nhóm phụ nữ của Đại học Huế, của Bệnh viện Trung ương Huế thì chúng tôi sẽ hướng đến cái việc gắn với cái tiêu chí là nâng cao cái chất lượng và nghiên cứu khoa học trong các cái lĩnh vực y dược, nông lâm, sinh học, vân vân. Và nhóm nữ trí thức của các cái cơ quan hành chính sự nghiệp thì chúng tôi gắn với việc là đẩy mạnh cái ứng dụng khoa học công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm hoàn thiện cái chính quyền điện tử. Trong thời kỳ đổi mới, ý thức được đầy đủ vai trò của mình, đội ngũ nữ trí thức tỉnh Thừa Thiên Huế dù trong hoàn cảnh nào, ở đâu, giữ cương vị gì, các chị vẫn luôn tự hào về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Huế, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, ngày càng thể hiện rõ vai trò trách nhiệm trong hầu hết các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Qua đó sẽ tiếp tục tham gia đóng góp trí tuệ, sức lực, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin khác. Nhằm động viên chia sẻ những khó khăn của ngư dân, sáng nay lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang đã đến thăm hỏi động viên tàu cá TTH95294TS bị bốc cháy ngoài khơi do ông Trần Minh Khánh, trú tại thôn 6 xã Vinh Thanh làm chủ, đang trong quá trình đánh bắt vào tối ngày 4 tháng 11 năm 2023. Theo thông tin của đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An cho biết, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4 tháng 11 năm 2023, trạm kiểm soát biên phòng Thuận An nhận được tin báo của ngư dân về tàu cá TTH95294TS, công suất 380 CV, hành nghề lưới rê do ông Trần Minh Khánh, sinh năm 1979, trú tại thôn 6 xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ. Trên tàu có 12 thuyền viên đang hoạt động cách cửa biển Thuận An khoảng 40 hải lý về phía đông bị bốc cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, tàu của ông Trần Minh Khánh được tàu cá TTH91199TS của ông Trần Văn Khanh, sinh năm 1975, trú tại Vinh Thanh, Phú Vang, là anh ruột của ông Trần Minh Khánh và các tàu cá đang hoạt động gần nơi xảy ra vụ cháy đến ứng cứu dập lửa. Hậu quả, tàu cá TTH95294TS bị hư hỏng hoàn toàn hệ thống máy, dẫn đến nước tràn vào tàu không bơm ra được nên đã bị chìm. Ước thiệt hại về tài sản khoảng 3,5 tỷ đồng. 12 thuyền viên trên tàu đã được đưa vào địa phương an toàn. Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với gia đình có tàu bị bốc cháy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Văn Chính đã đến thăm hỏi động viên, chia sẻ rủi ro mà tàu cá gặp phải và mong muốn trong thời gian tới, gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, huy động các nguồn lực, sớm sửa chữa lại tàu thuyền để tiếp tục vươn khơi bám biển, ổn định cuộc sống trong thời gian tới. Liên quan đến cải cách tiền lương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết đã bố trí đủ nguồn để triển khai đồng bộ 6 nội dung theo nghị quyết số 27 của Trung ương. Trong đó, mức lương thấp nhất của khu vực công sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp. Điều này một mặt góp phần cải thiện đời sống, đồng thời hạn chế tình trạng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc, chuyển việc từ khu vực công sang khu vực tư, tạo động lực để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, đạo đức công vụ.
thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, dự kiến phương án được trình cấp có thẩm quyền thông qua danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã. Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thần kinh là chủ đề hội thảo do Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức trong sáng nay để cập nhật kiến thức và huấn luyện kỹ năng thực hành lâm sàng cho các bác sĩ thực hành chuyên khoa khoa học thần kinh. Hội thảo diễn ra trong 3 ngày với 10 bài báo cáo thuộc 3 chuyên đề được quan tâm hiện nay: đồng kinh, rối loạn vận động và bệnh lý viêm hệ thần kinh. Đặc biệt, hội thảo có sự tham gia của 5 chuyên gia về thần kinh học từ Đại học Montreal. Tại hội thảo, các chuyên gia thông tin về những kỹ thuật mới, kiến thức mới trong điều trị các bệnh lý về thần kinh. Theo các bác sĩ, hệ thần kinh bao gồm hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên, chi phối toàn bộ hoạt động vận động, cảm giác, phản xạ và thực vật của cơ thể. Khi bị tổn thương, tùy theo nguyên nhân, tính chất, mức độ, đặc điểm và vị trí tổn thương mà biểu hiện dưới dạng bệnh và hội chứng thần kinh khác nhau, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, giảm chất lượng cuộc sống, giảm khả năng lao động, học tập và làm việc, thậm chí gây tàn tật hoặc tử vong nếu không được chẩn đoán hoặc điều trị kịp thời. Mặt khác, còn tác động đến người thân, gia đình và xã hội cả về mặt tâm lý và kinh tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học có trường trung học phổ thông chuyên về việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Theo đó, kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, ngày 5 và ngày 6 tháng 1 năm 2024. Cụ thể, ngày 5 tháng 1 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học. Ngày 6 tháng 1 năm 2024, thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, thi nói các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học. Nội dung thi theo chương trình giáo dục trung học phổ thông năm 2006 và hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông, dù đạt giải hay không đạt giải, đều được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận. Quỹ học bổng Huế Hiếu học vừa tổ chức lễ kỷ niệm 18 năm hoạt động, cùng đồng hành với các mạnh thường quân đã trao được 7.172 suất học bổng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Sau 18 năm, đến nay đã có nhiều em ra trường và đi làm, có nhiều đóng góp cho xã hội và còn góp phần phát triển quỹ giáo dục Huế Hiếu học ngày càng lớn mạnh. Tại lễ kỷ niệm 18 năm hoạt động, Quỹ học bổng Huế Hiếu học đã nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ các nhà hảo tâm với số tiền hơn 15.410 tỷ đồng. Với một mục tiêu chung, cùng đóng góp để tạo cơ hội tiếp bước đến trường, giúp các em sinh viên, học sinh vươn lên trong học tập. Mỗi em học sinh sinh viên được học bổng từ Quỹ Giáo dục Huế Hiếu học là một câu chuyện về nghị lực vượt khó, theo đuổi ước mơ học tập, vươn tới tương lai tươi sáng hơn. Điểm mới của chương trình năm nay có thêm phần trao tặng học bổng toàn khóa cho các sinh viên có thành tích xuất sắc với giá trị là 10 triệu đồng mỗi năm cho đến khi tốt nghiệp. Hiện nay đã có 35 em sinh viên nhận được học bổng này. Công an thành phố Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Ngọc Tê, 37 tuổi, trú tại phường An Cựu, thành phố Huế về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào khoảng 11 giờ ngày 5 tháng 8, ông M đến cây ATM 154 Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc để rút tiền. Tại đây, ông M gặp đối tượng Trương Ngọc Tê và nhờ rút tiền giúp. Tê đã bí mật chuyển số tiền 4.500.000 đồng từ tài khoản của ông M đến tài khoản của mình. Sau đó, Tê rút 4 triệu đưa cho ông M và bỏ đi. Đến khi phát hiện bị mất tiền trong tài khoản, ông M đã trình báo sự việc đến công an. Sau một thời gian xác minh, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Huế đã làm rõ bắt giữ Tê. Được biết Tê là đối tượng đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2023, vào chiều ngày hôm qua, trên sân Tự Do Huế đã diễn ra trận đấu giữa câu lạc bộ bóng đá Huế và câu lạc bộ bóng đá Phú Thọ. Trước trận đấu này, chủ nhà Huế đã thể hiện chuỗi phong độ khá ấn tượng bằng 2 chiến thắng liên tiếp với 6 điểm, giúp mở ra cơ hội lên ngôi đầu bảng nếu giành được chiến thắng trước câu lạc bộ Phú Thọ. Rất nhiều cổ động viên và người hâm mộ bóng đá cố đô đã đồng hành cùng đội bóng. 2 giờ 30 chiều cuối tuần, sân vận động Tự Do đã đón một lượng lớn khán giả đến sân và cổ vũ cho đội bóng. Trải với giai đoạn đua trụ hàng khá chật vật của mùa giải trước, khởi đầu mùa giải năm nay, câu lạc bộ bóng đá Huế liên tiếp giành được những chiến thắng quan trọng trước câu lạc bộ Phù Đổng và câu lạc bộ Hòa Bình để nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2, khiến cho tâm trạng nhiều cổ động viên đặc biệt phấn khích. Hôm nay là cổ động viên của tôi rất là phấn khởi, bởi vì sau hai trận thắng là chúng ta rất mừng.
bởi bản thân tôi và rất nhiều anh em đến từ Phú Lộc rất là lên đây và cổ vũ cho anh em đội bóng của chúng ta và hy vọng chúng ta sẽ tiếp đến chiến thắng để đem niềm vui lại và đem lại niềm vui cho khán giả và chiến thắng cho quê hương chúng ta. Với lợi thế sân nhà và phong độ đang lên, câu lạc bộ bóng đá Huế không ngần ngại chơi ép sân từ đầu. Tuy nhiên, xuyên suốt 90 phút của trận đấu, khá nhiều tình huống ngon ăn bị các cầu thủ trẻ cổ đô bỏ lỡ. Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0 đầy tiếc nuối. Nhưng hình ảnh cổ vũ cuồng nhiệt và tình yêu bóng đá của người dân Huế sẽ là những kỷ niệm đẹp đong lại của một vùng đất hiền hòa, mến khách đối với người hâm mộ bóng đá gần xa. Một bầu không khí bóng đá quá tuyệt vời. Thật may mắn cho tôi khi vừa đặt chân đến Huế ít ngày nhưng đã được trải nghiệm một trận bóng hay cùng những cổ động viên vui nhộn. Tôi xin chúc câu lạc bộ bóng đá Huế sẽ giành những kết quả tốt hơn trong tương lai. Hòa câu lạc bộ Phú Thọ, câu lạc bộ bóng đá Huế có 7 điểm sau 4 trận đấu, tạm vươn lên vị trí nhì bảng V-League 2, kém câu lạc bộ Đà Nẵng 1 điểm. Hành trình vẫn còn dài, nhưng tình yêu của người hâm mộ cổ đô Huế sẽ là động lực để cả cầu thủ thi đấu và giành kết quả tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự tiếp theo.